Con chào U. Vợ chồng chú Út có nhà không U? Sò đấy à? Vợ chồng nó đang ở trong nhà đây. Mà con Hến dạo này đi đâu mà không thấy sang. Bảo nhổ hộ mẹ mấy cái tóc sâu mà cả tuần không thấy vác mặt qua. Nhà con đang làm nhà làm cửa, bận tối mắt tối mũi sao thế nào được. Thế xây xoảng đến đâu rồi? Con đang đổ mái cái tầng 3, khoảng nửa tháng nữa chắc là cũng xong. Đợt này con xây 7749 phòng, thuộc dạng đẳng cấp trong dòng họ ta. Mẹ bảo chẳng mấy khi làm cửa làm nhà, thôi thì cũng cố làm cho ra cái hồn. Ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu mà mày vẽ vời ra đến lúc vợ chồng ốm trả nợ. Của cố là của được mẹ, thôi thì cứ chắt bóp trả nợ dần dần. Ôi giời, cố vừa thôi, đừng cố quá rồi lại quá cố đấy con. Ôi giời. Đợt này anh chị làm nhà, chú Tím xem thế nào, thu xếp hộ anh chị một ít. Nhiều thì chúng em không có, nhưng anh chị khó nào dám ngồi yên. Chốt lại là bác cần bao nhiêu tiền? Nói thật với chú Tím, đợt này anh chị làm nhà cũng cố nhiều, nên hai đứa hộ được tươm tươm thì tốt quá. Thôi được rồi, bác yên tâm, vợ chồng em sẽ hộ hai bác 3 tạ thóc khô, 1 đàn vịt cỏ với 2 cô gà rừng. Ngoài ra còn biếu bác 1 bó dây thừng để bác căng bạt ăn mừng tân gia. Hai đứa tốt với vợ chồng anh quá, ơn này không biết bao giờ mới trả được. Bác buồn cười thế, người trong nhà với nhau nói ơn huệ làm gì. Thế thôi hai vợ chồng nghỉ ngơi đi, anh về xem thợ thuyền nó làm thế nào, có gì mai anh qua nhé. Vâng, thế bác lại nhà. Trong thế, mình sang ngoài có vay mượn được thêm chút nào không? Mỗi người hộ một ít cũng được mấy chục củ. Đã bảo làm đủ ở thôi, lại còn thích oai làm to. Mai này ốm trả nợ chứ sung sướng gì. Mình buồn cười, cả đời khéo chỉ làm nhà có một lần nên không thể làm qua loa được. Có phải làm cái chuồng lợn chuồng gà đâu mà chán lại làm lại. Vẫn biết thế, nhưng mà phải lựa cơm mà gắp mắm, lựa rắm mà xì hơi. Vay mượn nhiều đến lúc lại trả nợ cả đời. Tôi ăn chơi phá phách đã đành, đằng này làm căn nhà hoành tráng cũng kêu. Ở cái chỗ hẳn hoi nó sướng cái thằng người. Này nhá, phòng khách thì rộng thênh thang, hành lang uốn lượn như đang trên trời. Tầng 5 tôi sẽ bố trí 1 cái bể bơi, thả vài em cá giếc để vui chơi cho nó bằng người. Được ăn chơi hay lại làm mửa mặt ra, trả hết nợ thì cũng xuống hố. Chú để tôi ít đồ điện nước. Bác mua mấy chục triệu vẫn còn chưa giả đây này. Chú yên tâm, con bò nhà tôi đang đi tơ rồi, đẻ nuôi mấy tháng lớn là tôi trả ngay. Giờ mới đi tơ thì bao giờ đã đẻ bác? Mấy đâu. Thôi, chú vào lấy cho tôi ít đồ đi. Thôi được rồi, bác đợi một tí. Các cụ bảo cấm có sai. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Ở nhà to, kẻ cũng thơm. Tiền xi, tiền sắt 200, công thợ 90, cô 5, 1 cây vàng. Còn bao nhiêu khoản nợ họ hàng, nửa đời còn lại kéo càng anh ơi. Kêu ca làm gì lắm, trả mã rồi khác hết.
Chả mấy năm nay được bao nhiêu đâu. Ăn không dám ăn, uống không dám uống. Thế ông bà lợn lần kiểu gì mà lay cất mai cất? Thế bao giờ ông định trả tôi đây? Chú thư thư cho vợ chồng tôi ít bữa, dạo này túng quá. Thư từ cái gì? Không trả ấy, mai tôi cho người vào dỡ hết đồ về đấy. Người là người nước với nhau, làm gì mà chú khó khăn thế? Không nói nhiều, thu xếp đi, mai tôi lại vào tôi đòi đấy. Đây, cục bê tông to tướng đây, anh đéo ra mà trả người ta. Nhà cửa cũng chỉ là cái chỗ che nắng che mưa, vậy nên chỉ làm vừa ở thôi. Cố quá làm gì để rồi, nửa đời còn lại đứng ngồi chẳng yên. Ôi giời, nhà với cửa khổ đến bao giờ.